Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Lucas nha. Đây ở Mỹ là ngày lễ Memorial Day, ngày chiến sĩ trận vong. Dẫn hai đứa nhỏ đi hỗ trợ. Này quá đẹp rồi nè. Như chỗ này là toàn là đồ ăn. Đi cái đây nè, đi quanh đó luôn. Quanh đó luôn. Đồ ăn với lại ride thôi. Mấy đồ chơi nè. Nè. Hot dog. Sausage hot dog. Quá là ngon. Ok, theo mình nha. Trả tiền nha. Này bán là cái đồ ăn quá trời. Tí nữa là quay. Ok. Nói nó nghe cái tiệm này dễ nhất. Wow, French fry. Đó. Chanh. Wow. Sausage nè. Dầu 20 đồng 3 hộp, 20 đô khoảng 400 ngàn. Mấy đứa con mình đã gặp bạn của nó xong đây. Nó hẹn nhau gặp nhau đi chơi rồi này. Bánh kẹo quá trời. Đây là quá trời. Này bự lắm. Hot này nói chung là nó cũng rộng. Mỗi năm chỗ này có 1 lần thôi. Bán đồ ăn. Đây. Trời vô lấy thú về thôi. Khu này là khu chơi đồ chơi lấy bánh đồ chơi. Trời. Mở cúng còn mấy đứa nhỏ này nó không thích chơi trò chơi, nó chỉ thích đi lên mấy cái ride mạo hiểm này thôi. Đó. Cái ride này nó kinh khủng không? Oh. Lên. Quay cái đầu xuống luôn. Kinh khủng quá. Ở chỗ này nó kêu là cái ride này là không quay này rất ra. Chạy rất là Oh, my God.
Này bắt đầu chạy đây. Chạy với tốc độ nhanh khủng khiếp. Thấy được không? Wow. Không thấy được, không thấy được cái nào ở đâu mà đâu luôn. Chạy thế rồi nha. Giờ tụi nhỏ nó sẽ vô cái Starship này. Cái này thiệt ra nó chỉ quay vòng. Rồi nó hít mình vô trong cái thành. Vậy thôi. Không có sợ lắm. Đó, cái này nó sẽ spin nè. Quay mộng ra hỏi chắc tí gì ở trong mặt luôn á. Quay vậy thôi. Không có gì gọi là vòng vậy thôi, rớt lên rớt xuống à, đó. Bên này thì không có ghê bằng cái kia nó quay trên trời thôi, phải sợ không? Bên này thì chạy vòng ra đó, chạy vậy này nhẹ nhàng chút. À, cái mình chắc ở trên đây. Bây giờ tụi này nó sẽ lên một cái wheel này. Wheel này cũng khá bự à. Khá cao á. Vòng quay này mặc dù nó quay chậm chậm thôi nhưng mà ở trên đó thì rất là cao nha. Sợ lắm á. Leo lên kịch định thôi. Ghê lắm. Nó lúc lắc. Sợ lắm. Cái này vô là phải có một cái vòng tay mà chơi nguyên ngày á thì nó đỡ tốt hơn. Mình mà mua từng game một quá thì rất là tốt. Một cái vòng tay này nó bán nó mà đi cho lẹ đó, khỏi phải đợi á, thì nó có cái len này nè, đó, chỗ này là dành cho những người mà mua mới bỏ thêm 20 đô nữa, thì mình sẽ khỏi phải đợi cái len nó ngắn hơn.
nếu không á mình phải xếp hàng bên này mà mình không phải trả thêm 40-20 đô nữa thì mình phải xếp hàng ở đây. Đó, cái đường, cái lane này rất là dài. Nếu mà mình không muốn trả thêm 20 đồng nữa, cô đợi ở đây rất là dài, có nhiều khi rất là dài giết kia luôn. Cái chiều tối con nít nó sẽ ra rất là đông. À, bây giờ mấy đứa nhỏ này nó đã lên đây rồi, tí nó sẽ quay. Mấy đứa nhỏ này đều có gan nha. Chắc đi một nổi rồi. Nó quất qua, quất không lại. Đánh hồi đánh lên trên nóc nhà luôn. Tới gì đó luôn á, trên đỉnh cây luôn. Rớt xuống. Rồi xong vậy thôi đó, lạc mấy vòng trên đó rồi xuống vậy thôi à, sợ lắm à, sợ chết luôn anh. Bây giờ mấy đứa nhỏ này qua bên khu khác nè, nãy giờ đi khu bên này không, giờ đi về tới đây. Mấy ghế bay nó dở lên cái là nó bung, nó bay mấy cái ghế nó bay vòng vòng luôn. Ai vậy? Giờ lên đây là còn thấp đó, bên kia là rất là cao nha. Đây là hơi thấp á. Dèo, ghế bay. Quá lẹ lắm. Tầm một bóng chút thử. Bên này là khu của nít nhỏ, game của nít chơi. Hãy
That's fun, okay. This one too. This one fun. This one nè. The fun one, okay. Okay, let's go. Này nhà kiến nè, dắt vô nhìn cái hình mà nó uống áo thôi, chứ không có gì. Nhà cười á. Bên này là khu xe lửa dành cho mấy em nhỏ chưa. Dành cho mấy em nhỏ khoảng 2-3 tuổi, 3-4 tuổi. Đó, nguyên cái khu này có được không? Bán là chủ yếu là bán đồ ăn. Rồi là khu vui chơi cho mấy đứa nhỏ. Nó mở có khoảng chừng 4 ngày. Này giống như là mở đầu của mùa hè đó, đi chọn chuẩn bị vô mùa hè rồi, cho nên nó mở mấy cái này là cho mấy đứa bé nó đi chơi nè. Đây là ngôi nhà ma, biết con gặp ma không? Ta la quá vậy. Mấy đứa nhỏ ở đây thôi, có người này, bạn bè gặp nhau ra đây ăn uống, vui chơi, quá trời. Quay rồi chẳng kinh luôn. Quá đào luôn. Cái này nó
cao quá trời mà con nhỏ con gái của tôi nó đòi đi đây, nó không biết sợ là gì cả. Ờ đó rồi kìa, nó lên kế cái trên đó rồi đó. Cái đứa này cũng vẫn không biết sợ. Ờ đó, nó bay trên trời vậy đó, xíu luôn. Thấy luôn. Rồi sao bao nhiêu tiếng chơi nãy giờ quá mệt mỏi rồi. Đi về. Mấy em đi về. Bây giờ gần tối thì người ta tới gần cổng. Sáng giờ vắng, giờ quá trời đông người. Ok, ta mới ra chơi nhiều. Tại dù gì nữa, ngày mai cũng có chủ nhật mà. Thấy là ngày thứ hai. Quá trời đông. Linh không này chuẩn bị nghỉ hè quá trời. Wow, này là người ta xếp hàng để người ta mua
của strawberry là cái dâu á. Rồi thôi dừng đi vậy. Rồi cảm ơn cả nhà nha. Chưa là dài rồi. Giờ cũng hơi tối rồi, gần 8 giờ đêm rồi. Chúc cả nhà có một đêm vui vẻ nha. Cảm ơn đã xem video. Hẹn gặp lại kế tiếp nha. Bye bye.